Takashi Murakami là một trong những tên tuổi sáng giá trong làng hội họa thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng. Ông là họa sĩ đương đại nổi tiếng với những bức tranh kết hợp giữa hội họa bình dân và cao cấp, thông qua trường phái mỹ thuật siêu phẳng, lấy cảm hứng từ các nhân vật hoạt họa đậm chất nghệ thuật. Mới đây, Bảo tàng nghệ thuật đương đại Garish ở Nga đã tổ chức một cuộc triển lãm các tác phẩm của Murakami, là triển lãm quy mô đầu tiên về họa sĩ này ở xứ sở Bạch Dương. Bảo tàng nghệ thuật đương đại Garish ở Moscow, Nga mới đây đã mở triển lãm các tác phẩm của họa sĩ Takashi Murakami, mang đến một cơn lốc màu sắc cho không gian nơi đây. Được đào tạo hội họa cổ điển, Murakami đã đưa tính phẳng của hội họa truyền thống Nhật Bản vào cảm nhận hội họa đương đại của riêng ông. Ông nổi tiếng là người đi tiên phong trong nỗ lực xóa mờ ranh giới giữa hội họa bình dân và cao cấp thông qua trường phái mỹ thuật siêu phẳng. Trong mâu thuẫn giữa truyền thống mà ông được tiếp nhận và nghệ thuật đại chúng đầy thừa thãi trong thế giới hiện đại, Murakami đã tạo nên cái mà ông gọi là mỹ học siêu phẳng. Mối tương phản giữa sự lôi cuốn bề nổi của văn hóa đại chúng và thực tế cuộc sống ở Nhật Bản đã tạo ra quan điểm nghệ thuật của Murakami xoay quanh bi kịch xã hội ở Nhật Bản thời hậu chiến. Tôi tạo ra thế giới siêu phẳng này như thế nào ư? Tôi muốn so sánh giữa nghệ thuật đại chúng với nghệ thuật siêu phẳng, vì nghệ thuật đại chúng thì mọc lên, bùng nổ, còn siêu phẳng thì phẳng lặng. Văn hóa Nhật Bản như thể thứ âm thanh ngọt ngào, đáng yêu, nhưng cảm nhận của tôi thì không như thế. Vì sau chiến tranh thế giới thứ hai, chúng tôi đã thất bại và xã hội khốn khó. Chúng tôi phải tìm kiếm thứ gì đó để chữa lành cho mình, như là bằng truyện tranh manga và hoạt hình anime. Giống như là chữa lành cho trái tim, nhưng chúng tôi vẫn mang một vết sẹo lớn. Tại khu vực triển lãm mang tên Little Boy and Fat Man, tạm dịch là cậu bé nhỏ và anh chàng béo, Murakami mô tả những ảnh hưởng của sự kiện ném bom nguyên tử tới văn hóa Nhật Bản. Một phần ông cho rằng bản chất cực đoan của sự việc này khiến Nhật Bản tìm kiếm sự trốn chạy trong những bức hình truyện tranh, truyện manga không thực tế. Những thảm họa gần đây hơn như trận động đất và sóng thần năm 2011 vẫn tiếp tục là nhiên liệu cho các sáng tác mà họa sĩ Murakami coi là nhu cầu trốn chạy vào trong tưởng tượng của nền văn hóa Nhật Bản. Nhân vật trong tác phẩm của Murakami là những gương mặt hoạt hình thiếu nhi đáng yêu như Pokemon hay Hello Kitty. Nhưng với dự cảm và bi kịch gần đây của Nhật Bản, chúng không hề ngọt ngào như bề ngoài của chúng. Bảo tàng Garish đang trưng bày hơn 80 tác phẩm hội họa và phim ảnh do Murakami sáng tác trong hơn 20 năm. Trong đó có những tác phẩm anime và manga đầu tay từ những năm 1990, cho thấy chiều dài của khoảng thời gian mà ông đã cống hiến cho lĩnh vực này và sự nghiêm túc của ông đối với những hình thức văn hóa đại chúng này. Việc chúng tôi hợp tác với ông Murakami mang tới một góc nhìn khác, mở ra một suy nghĩ rất đơn giản, rằng nghệ thuật của ông ấy sâu sắc hơn so với nhiều người nghĩ. Đối với chúng tôi, điều này rất quan trọng. Đó là lý do vì sao bạn có những tác phẩm cũ, có manga, có anime và tác phẩm khá cũ từ những năm 1991-1992. Với cái tên Under the Radiation Falls, tạm dịch là dưới thác bức xạ, triển lãm chia thành 4 khu vực lớn, mỗi khu vực trưng bày thể hiện một khía cạnh trong các tác phẩm của Murakami. Một khu vực tạo dựng lại tác phẩm đang sáng tác tại studio riêng của ông ở Nhật Bản. Một khu vực khác có các thiết kế đồ họa nhiều màu sắc của ông lặp đi lặp lại trên tường và trần, trong khi những sáng tác bằng vải và nhựa tươi sáng thâm nhập toàn bộ không gian triển lãm ở những khu vực còn lại. Ban tổ chức đã phải bỏ ra nhiều công sức để đưa những tác phẩm này tới Moscow. Chúng tôi phải dành thời gian để trao đổi, hiểu nhau hơn trong công việc. Họ phải làm quen với nhịp độ làm việc của chúng tôi. Tôi cho rằng triển lãm này hóa ra rất hấp dẫn vì hai nhóm làm việc khác nhau xuất phát từ hai nền văn hóa khác nhau đã đạt được thỏa hiệp cùng nhau. Cuối cùng thì dự án này cũng thành công đối với cả hai bên. Triển lãm các tác phẩm của họa sĩ Takashi Murakami diễn ra ở Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Garish tới ngày 4 tháng 2 năm 2018.